Mới từ cuộc hẹn với Phước về, Hiên lại được lời hẹn gặp. Nãy nhìn nhược lại cái gì? Theo em thì ai là cặp đôi bí ẩn trong ngôi nhà này? Thì em nghĩ là anh. Cái gì? Với chị Thiên. What? Còn lâu. Em biết. Bây giờ ngồi đây thì anh nói chuyện quá. Dạ, ngồi luôn. Đó. Gì vậy? Em dưới đây này. Không phải, xin phép là đang ngồi nói chuyện riêng xíu đây được không? Em với chị lo đi chị thôi mình. Không phải, ý là đang nói chuyện riêng xíu. Ý là anh cho hai đứa nói chuyện riêng xíu. Ý là như là đang hẹn hò vậy đó. Tại giờ khuya rồi không đi ra ngoài được. Thì cho anh xin không gian này tí xíu thôi. Nè Thi nha Thi. Nè cho anh xin xíu rồi. Chị ta luôn gặp tới thẳng. Phương Phương. Em cũng đi luôn hả? Em đi đi. Xíu nè, đang làm ăn nè. Ăn bằng ăn nè. Theo quan điểm của anh, ngay từ ngày đầu tiên đó là Danny và Hà. Danny và Hà nói vui, nói như vậy nhưng mà có thể là vì em nói chuyện với chị Hà. Hà diễn tốt. Hà không phải nói về Hà diễn, ý là cái khả năng mà có thể che giấu đi á cái tập đoàn từ ngày. Em có ăn chưa? Chưa thì vô xíu nữa anh sẽ lấy đồ ăn cho em ăn. Ok đó. Mệt không em? Mệt không? Em thích ăn cái cá hay là thịt? Em thích ăn cái gì mà ngoài cái thịt á? Tại ăn cái thịt nó chán lắm. Ý là thịt cá không? Em thích ăn đầu này nọ. Thích ăn đầu? Ăn mắt này nọ. Ăn mắt? Em thích ăn những cái nội tạng. Em thích xem phim kinh dị đúng không? Ây da, hên quá, đừng thích vậy. Em thích xem phim nào? Không, em thích xem phim nào cũng bình thường, em không có thích. À, vậy em thích xem phim gì, thể loại gì? Phim Mỹ hành động á. Ây da, vậy là mình có một cái sự hợp tác ưng ý đó, tại vì anh là một diễn viên hành động hả? Ăn nội tạng được không? Ma sợ em không sợ ma, trời ơi. Thì mình nghĩ Lợi cũng là một người biết quan tâm và biết chăm sóc cho mọi người. Đó cũng là một cái điểm cộng của Lợi đối với mình. Nhưng mà chị Phương là người giúp đỡ cho Lợi nhiều. Hai người nói chuyện với nhau cũng nhiều. Nên là mình cũng không muốn xen vào cái cuộc nói chuyện đó. Thì mình nghĩ cũng có thể là hai người đang muốn tìm hiểu nhau. Hai người có cái sự muốn gần gũi nhau hơn. Vết phỏng trên chân đã gây khó chịu cho Hà mấy bữa nay. Nhưng may mắn cho Hà là Danny luôn kề bên. Nè, gọi điện con khai rồi. Gọi điện này, con khai rồi. Hả? Tụi sao? Con cắp điện. Cho một bia nữa kìa. Xin lỗi cái này là em thu, không tin cái... anh. Em đòi đi bệnh viện. Nhưng mà Lợi em bị hư chân thì sao? Thì Danny anh ca này không Danny đi suốt cuộc đời lo lắng cho em rồi. Anh Danny chặt cái chân luôn á. Đi lên. Trời ơi sao vậy? Trời bắt đầu nữa. Nè bên đây. Rồi gỡ ra. Gỡ ra. Đó. Giữa lúc mọi người đang vui, Lợi đã triệu tập một hội nghị bí mật của các chàng trai. Anh em mình bây giờ là một gia đình. Thì trải qua một tuần lễ thì anh không biết mọi người bây giờ như thế nào, nhưng anh muốn là anh em mình thổ lộ ra hết những cái gì mình đang suy nghĩ về những bạn nữ. Thì ai thích ai thì mình hãy thể hiện ra rõ ràng luôn để mình ấn định luôn. Nếu như mà trong bốn người mà không có thích người con gái đó mà ý là không trùng với nhau á, thì là những người còn lại sẽ giúp đỡ. Và bắt đầu đi từ anh Danny trước. Anh thích ai trong bốn người nữ? Xong. Đừng nghe xong. Anh cũng còn nói dài. Đúng rồi. Đây gần luôn. Em gì không? Anh xong rồi đó. Em là ai? Em là Hà với Hiên nhé. Hà với Hiên. Rồi anh đi. Phước anh.
Anh á, thì mới đầu á thì anh cảm thấy là Hà có một sự dễ thương khi nói chuyện này kia, nhưng mà bây giờ thì anh biết tới giờ anh vẫn vô đàn hà cộng đối biệt, nhưng bây giờ thì anh không có lựa chọn ai hết, tại vì anh cảm nhận được khi mà trôi qua trong 7 ngày gì vừa rồi, anh cảm thấy không có người nào thích hợp với anh đó. Trần Khương đi. Ờ, thấy Khương. Câu trả lời của Lợi thì cũng tương đương với em, tương đồng. Em thật sự vô đây là em để em tìm được một nửa của mình. Có lẽ là khoảng 60% là tìm một nửa, còn 40% còn lại là vui. Muốn trải nghiệm một cái cuộc sống trong cái ngôi nhà với những người anh em và những người bạn nữ. Và phần còn lại vẫn muốn tìm một nửa của mình. Nhưng mà em nghĩ đây là câu trả lời của em. À, là ở đây, là vừa nói chứ không phải là ở đây nha. Anh hiểu không? Đó. Hiểu, hiểu. Giống như là nói đã nói rồi đó. Thì bây giờ em muốn hỏi anh á, là anh có tỏ tình với Hà chưa? Tỏ tình anh thắng đi thì ngày cuối cùng anh sẽ tỏ tình. Ok. À rồi ok. Còn em có nói chuyện gì với Hà về cái chuyện tình cảm của em chưa? Đặt vấn đề chưa? Em thì nhưng mà bây giờ em cũng có âm thầm mà nhắn tin với Hà thôi. Âm thầm nhắn tin với Hà. Thì em cảm thấy bữa sau Hà có cảm tình với em không? Không, có bật đèn xanh không? Không có. Không có. Tệ dù gì với ta. Anh ta kiểm soát anh Hà rồi. Bit no. Thì nó là kiểm soát Hà luôn kìa. Yeah. No, à, không nên. Không sao. Mà kiểm soát nhau. Không sao. Không, cái chuyện anh kiểm soát đúng, cũng đúng, hay là cũng như... đúng, cũng đúng. Không phải cái chuyện anh kiểm soát hay không kiểm soát, hoặc là Hà thích anh hay không thích anh cứ giữ trong lòng đi. Không không liên anh quan. Anh đừng nói ra, không liên quan. Anh không có thể nói là Hà thích tôi. Hà sẽ không thích anh là không có. Ok, bây giờ mình đang cạnh tranh không bằng má. Phương nói tiếp đi. Đúng rồi. Ok. Hiền là một con người rất là hiền, nghe thơ. Hà với Hiền là hai người là một người nghe thơ. Sự Phước nhìn vậy nhưng mà con người truyền thống. Không thích quá ăn chơi. Ồ. Tại vì mình đã trải qua cái thời ăn chơi đó rồi, bây giờ mình sự thích những sự nghiêm túc và hiền lành. Thì thấy hai cô gái đó thì có vẻ rất là hiền lành, nghe thơ. Và cái nó là ham học. Như Hiên là sinh viên thì cuộc sống vẫn còn màu hồng, chưa có bị cái thế giới ngoài làm cho cái đầu óc nó phức tạp hơn. Nhưng mà cái bất lợi giảm quá xa. Đã là tình cảm á thì không có sai cái đường, người ta ở Bắc Nam ta còn quen được, hoặc là ở nước ngoài hay Việt Nam ta vẫn quen được, đường huống chi mình ở chung thành phố cách xa nhau một tiếng thôi đó. Nếu mà em suy nghĩ mà em quen gái sai vậy thì em nên suy nghĩ là từ từ về vấn đề tình cảm của em đặt cho một người con gái, em hiểu không? Đó thì giữa Hiên em cũng cảm thấy em thích cô ta, muốn tìm hiểu cô ta thì em đừng nghĩ tới ngày xa. Chắc chị Hà đã ở gần mà hạnh phúc bằng với Hiên đó đấy. Cái vấn đề nó nằm ở đây cũng đáng suy nghĩ. Đúng, không phải suy nghĩ mà suy nghĩ nó phải liền đó. Còn anh Danny trong đây giờ anh khỏe nhất không? Ảnh đã có Hà, không phải gọi là đã có nhưng ảnh đã chọn Hà là mục tiêu quyết định, là mục tiêu quyết định cuối cùng của ảnh. Và Khương thấy Hà rất là đèn xanh với lại Hiên Danny vô cùng luôn, ai cũng thấy rồi đó, nên là muốn xây dựng cho bạn để cho bạn có một cái lối đi khác chắc chắn hơn, nắm tay bạn đi luôn để khi mà bước ra khỏi chương trình này chúng ta có một cái huyết thống với nhau. Hiểu. Thì vấn đề ở đây không phải là đẩy em về Hiên hay như thế nào, đó là cảm xúc của em. Cứ nói thật đi. Ở đây không có sự ngại ngùng gì hết nha. Không có đừng ngại với anh Danny là hài hết. Mình đang nói chuyện nhau những người đâu. Mà em cảm thấy mà em yêu anh như xác định Khương đi đó, thì em cứ nói luôn. Ừ, chừa cho chỗ đứng giữa. Chừa cho chỗ đứng giữa luôn. Hay chưa, thôi, được đến với Hiên đi. Nhưng mà không, mình đừng nói vậy, mình đang hỏi thôi, để cho nó quyết định. Ừ. Cái chuyện này em sẽ tự hành động và kết quả cuối sẽ biết. Cứ em cứ theo cái cảm giác của em như nào em nói. Và em cần sự hỗ trợ gì ấy, em cứ nói tụi anh. Ok, nếu em cần thì em sẽ nói mọi người. Ok. Rồi, ok. Xong chưa? Đêm nay là đêm cuối các thành viên còn tập trung đầy đủ ở ngôi nhà chung. Sau đêm nay, có những thành viên phải đi công tác xa, cho nên các bạn đã dành đêm cuối này để hiểu nhau nhiều hơn. Hà chứ. Có Hà. Em có thích anh Lợi không? Có. Rồi, người thứ hai. Bà này bà chọi lo không tới, ngồi gì. Rồi, anh Khương. À, trong ngôi nhà chung thì anh ấn tượng với bạn nữ nào nhất? Phương. Hà đang trả lời, Hà hỏi mà.
Ok rồi, quay. Rồi nè. Sao quay? Thật nha. Là cái lời thật nha. Ê, thật nghĩa là không không được giấu giếm bất cứ gì đúng không? Chính xác. Phải trả lời đúng cho câu hỏi. Chính xác. Trong các bạn nữ Phước ghét ai nhất? Trả lời thật. Đang chơi chương trình thật là thật. Rồi để cho anh ta hãy nói đi em. Để tụi anh biết được. Không, đừng có tại sao. Tại vì vậy nha. Câu trả lời là như thế nào? Chính xác. Vậy Phương. Ok. Hàng bay tới chung là quýt lộn nha. Okay. Rồi ok. Là nhớ tay người tay yêu. Đó. Em ghét ai nhất? Ghét người con gái cặp trong cặp đôi bí ẩn nhất. Ghét người con gái cặp trong cặp đôi bí ẩn nhất. Ai? Hiền đó. Vậy em có tình cảm với Phương không? Xong. Có hả? Là ok. Chơi mà cái em bận quá đâu được. Rồi ok. Đúng rồi. Lẹ lên đến. Đừng có gây mất tập trung. Vâng, cố tình mà để cho người gái người ta qua tôi chứ. Đúng rồi, phải gì đợi nữa. Anh đi chưa được khỏi nè. Anh có thích em không? Anh lấy ví dụ phải. Đây, ví dụ như mình trả lời mà không được được vì điếm không? Điếm chứ. À điếm thì anh không trả lời. Lẹ đi. Trả lời đàng hoàng. Vân vân gì? Hết từ đó nhau thôi. Bây giờ em mắc hỏi quá nè, cho em nhanh đi. Em chưa thấy em hỏi. Em mắc hỏi nè. Nhanh đi. Nhẹ lên. Có. Có không được quay được hỏi gì hết. Ờ. Ok, rồi. Số bộ. Còn số bộ. Đó. Thầy mày quay kiểu này không buồn ngủ nè. Ê. Quay lại luôn. Anh nghĩ giống như em vậy đó. Ok, qua tôi. Con số. Vậy nào? Trong này, trong 8 người mình, ai là người khả nghi nhất của cặp đôi bí ẩn? Trời ơi, cảm ơn em còn quá dễ. Danny và Hà. Em có tình cảm với Danny không? Có. Ủa sao? Cái đứa ở trong đường đôi với anh đó. Anh Danny có ghét em không? Từ từ. Khốn. Nào thêm chưa? Mà tự đi làm nha. Không rồi. Nếu ví dụ như không phải là em tỏ tình mà một trong ba bạn nữ còn lại tỏ tình, anh có đồng ý không? Thôi hỏi lại đi. Nè, nếu thôi. Ê, nhắc lại đi em. Ví dụ như nếu không phải là em tỏ tình nhưng mà một trong ba bạn gái tỏ tình với anh thì anh có đồng ý không? Nếu Hà không tỏ tình với anh. Dễ hiểu hơn nè, nếu một trong ba bạn gái này tỏ tình với anh mà không phải loại Hà ra, ba bạn này thôi, anh có đồng ý không? Ba bạn này thôi đó. Anh sẽ làm theo công của anh. Là có đồng ý hay không? Không, anh thi trả lời đồng ý hay không đồng ý? Yes or no? Yes. Bây giờ thì anh sẽ nói không. Bây giờ anh sẽ nói không. Okay, nói sau qua ngày 10, ngày 11 là có. Hiểu không? Nghe cái này. Câu trả lời anh xuất sắc. Em nói thiệt luôn. Anh hay quá. Anh đi. Thương đó. Thương ơi. Phương, tổ tiền cho em. Rồi, đúng rồi, ok. Đúng, em thấy cái ọt rồi đó. Nếu Phương tỏ tình với em thì em có đồng ý hay không? Tại vì ảnh là người hàng của mình có phải ấy. Phải ấy, Phương hỏi lại là có tình cảm lại không, đúng không? Đúng rồi. Phương nói có. Nếu thôi, nếu. Có thì thích đi, thích không?
không không thì người ta vẫn suy đoán suy luận ra nãy giờ cái những cái hồi nãy giờ mới quan trọng. Có câu trả lời cũ chứ phải dân chơi đúng rồi lớn rồi đâu giờ có hay không đúng không. Ừ, nếu Phương hả? Nếu ngày ấy em chưa từng yêu. Người vũ khí này. Không, không. Đó là câu trả lời sẽ không gây tổn thương cho Phương. Là trả lời là không đúng không? Yeah. Nếu Phương tỏ tình như em và em là không. Yeah. Cái này là thiệt luôn rồi. Nhớ lại những cái kia đứa đầu xạo là tao quánh liền. Theo nãy giờ cái suy nghĩ luôn không nói gì với mọi người luôn. Là ấn định một ai đó là cái ọt liền. Hiểu không? Giống như Dũng mới nói em thấy không? Em với lại con kéo là cái ọt em. Với lại bên kia là ọt bên kia là. Ok. Hiểu không? Có một phút tỉnh ngủ luôn. Rồi. Anh có ủng hộ cho Phước theo đuổi Hà không? Không. Không. Hài giàu lên. Quay đi mấy đứa. Một vui. Nói. Giờ đông đủ cơ hội cho anh á. Tại sao em không đụng cửa lại áo này? Hỏi gì vậy? Hỏi nội trợ hả? Cái này là cho mọi người xem hay là hỏi khó. Bên nhà bên kia hai đứa đóng cửa đó hỏi không đóng cửa đó hỏi má ghen ghen luôn rồi vậy lại ở má hỏi câu hát tinh tế và nó mang tính cộng đồng tính đoàn kết tức là liên quan đến 8 người trong cái nhà này không cần đoàn kết chỉ cần tính nhóm thôi. Nói cho nghe đâm vô đâm nó áo tối vậy chuyện có một cái này là một câu cơ hội đúng rồi. Anh muốn biết à, tại sao cái này là mở cửa cho mọi người xem hay là gì chính xác là mọi người xem đó chính xác là mọi người xem. Ủa ở đây là chuyện người nếu như một người á là nè thì hết cho trả lời đi trả lời gì đây là mọi người câu hỏi câu trả lời quá đâu nè em không cho xem là không cho xem đó ý là chốt lại gì đó xem không cho xem hỏi không liên quan không có trả lời gì hết bà nội hỏi khác đi câu hỏi em có thích Phước không? Không.
Ủa, ừ, âm này âm không được. Tiêu, trừ, hai đất. Chị ơi, nếu mà cho chị cơ hội tỏ tình một trong bốn chàng trai thì chị sẽ tỏ tình với ai? Chị muốn em chết, chị tự tử từ từ. Thôi là một chuyện, nói tình là một chuyện. Là cơ hội chỉ có một lần thôi chị. Đây, bây giờ Hà em qua đâm chị. Sẽ tỏ tình với anh, sẽ tỏ tình với anh. Anh Danh đi. Anh Danh đi. Anh Danh đi. Ghê hả? Quay lại luôn. Và khi em tỏ tình với anh có đồng ý không? Không, không.